trong vội vàng. Nhưng những đôi bàn tay khẽ chạm lên phím đàn gợi lại một âm sắc lạ, từng chừng giờ đã quá xa. Có gì ngoài vết dấu cô ghê và dàn vỡ đã không còn hình dáng. Nhìn dòng người vội vã từ giờ mình vào một góc mà không còn say, không còn bay, không còn biết. Tôi tàn trong góc nghiêng đầy tràn ánh nắng của mặt trời. Cho tôi xin một giây ngước nhìn lên góc trời. Giờ này đường đã rất xanh từ ngày mình mang dáng hình.